anh em mình gặp nhau đây thật là thất bát niên kỷ hoạn ủng cam võ đấy. Ấy tôi gặp chú đây thật là thiên lý tha nhang ngộ cố chi, thục nữ động phòng huê trúc nhã, thiếu niên kim bảng quải danh đề. Này, trong lúc rỗi rãi, anh em mình kiếm câu hát để quét dọn cung đình. Ừ thì hát. Các thùng thùng, các thùng thùng, trong mấy ca là này chú. Hả? Quan ta đã có lòng nhân, cái lính mình phải tiếp dân như khách đúng. Hàn nhò áo rách, quan mình còn thế nhiều cơm. Yeah. Thì lính mình chớ có bầm sơm mà trêu vào những tay Hàn phí đấy nhá. Ai này thế cái gì? Này, hả? Nghe đâu bên trấn Kinh Bắc năm nay nhạc giả đối kiếm lắm. Ủa thế à? Chú cũng hiểu liệu liệu. Không cứ là thối những anh chàng cha căng chú kiết giả vờ làm Hàn sĩ đến đây quấy giày đấy nhớ. Này, hả? Cái anh chàng hôm qua ý hẳn cũng là cái khoản ông. Bác không lo, bác không lo. Sao lại không lo? Tôi đã có phép của tôi chứ gì. Đố anh nào mà lọt vào đây được. Bác chồng kia kia thấp quang cung đình học trò hay là học tuệ cô cùng hay là mùa mẹ những người theo hoa khác kia hồ giả đồng chén chẳng có tình đào nhân họ tiếng mưa chạy nỗi mưa nhạo hay là ta quân tử hết gạo mà chạy đông ấy mới chạy. Thôi anh em mình vào quét trình trong mặt hắn mà. Hề con. Dạ. Vào nhà bạn để mong nhờ và. Nhưng trong lúc này mà đi những hai người thì bác cứ thấy ngại ngại làm sao. Bác ơi, bác không lo, bác không lo. Lúc đi qua chùa là con đã trông thấy bên cạnh bờ ao là có cây sung chín. Bác cứ việc mà ăn cơm khách. Còn con ra ngoài con ăn mày lộc Phật vậy. Ờ, thôi việc đó bác tùy con. Dạ, con đi à. Ờ. Tôi lưu ý bình con nhà Hàn sĩ với Dương Công là bạn bút ni nghiên đã một cùng lèo trong đi thi cùng một qua bản đỗ cao nên công nên quả tôi hồng y giặt đốt cửa nhà nên bây giờ là bước bơi
đành ngươi mà từ tôi sang nhờ bà. Tuổi áo rách đói cơm ai oan, ngài lòng ai nơi gác tía lầu hồng. Ngày hôm qua tôi đi không lại trở về, ngày hôm nay tan tảng dạng đông tôi sang sớm. Ý kẻo quan đi người đi ý văn. Anh nào kia? Dạ xin chào hai cậu à. Không dám. Cái xăm xăm ở đây chứ à? Tên bác là gì? Dạ thưa hai cậu, tôi tên gọi Lưu Bình. Dạ có bạn với con người khi trước à? Ôi bác trông kìa, quần thì nước cháo, áo nước dưa, khăn gói gió đưa, hình thù anh thế kia. Bạn với tôi không đáng đúng huống hồ để bạn với quan tôi thì kể lão. Dạ thưa hai cậu, bạn là bạn cái thủa Hàn Vi, cùng học một thầy. Dạ bưng nhiên mài mực hầu thầy kia hả? Ừ có chăng thì thế chứ mình. Chăng thì chăng chứ mình. Thôi được, bác cứ đứng ở đây để tôi vào tôi bẩm quan cho. Dạ này Hàn Ngô đây chết rồi tình nghĩ chưa. Thế ra bác cũng là nhà nho cơ đấy. Nhưng ý hẳn năm nay nhà ta bên đấy cũng túng đói nhỉ. Dạ chẳng may bên tôi bị giặc giã à? Thì ra thế. Tôi tuy vậy nhưng cũng biết tôn nho trọng đạo đấy bác ạ. Ôi chào, cảm ơn cậu. Nhà nho thì chắc trong bụng đầy chữ đấy nhỉ. Vâng, con nhà học trò thì ai mà chả biết chữ à cậu? Thế sao tôi con nhà học trò lại không biết chữ là thế nào vậy? Cậu nói con nhà học trò mà không biết chữ nghĩa là sao à cậu? Này nhá, bố tôi là học trò, đẻ ra tôi. Thế có phải tôi con nhà học trò không nào? Vâng, vâng thì chịu cậu. Chịu quá đi chứ. Quái thật, sao lâu thế này, sốt cá ruột. Con là sốt ruột chứ bác ạ. Quan tôi tuy là người tôn nho trọng đạo thật, nhưng cũng chí ghét như anh giả danh học trò định vào kiếm bữa. Cho nên là ngài cũng phải xét xem cái đã. Nào, bác nói bác là học trò, để tôi ra cho bác vài câu đối. Bác mà đối được thì mới đích là học trò, mà đích là học trò tôi mới vào tôi bẩm ngay cho. Dạ. Bẩm nếu bẩm láo, quan tôi của cho chả chết thì gớm. Vâng. Thế cậu cứ ra câu đối đi à? Đối nhá. Dạ. Nghe này, tôi ra với đối là nướng đậu phụ cho cha ăn. Bác đối thế nào? Bác đối đi. Cậu ra là nướng đậu phụ cho cha ăn. Ừ. Tôi xin đối lại là sắt ích mẫu cho mẹ uống. Ừ, không phải, không phải. Cậu bảo không phải thì cậu đối thế nào nào? Tôi ra với đối là nướng đậu phụ cho cha ăn. Thế thì bác phải đối là múc mắm tôm cho mẹ chấm cái này. Cậu đối như thế không phải rồi. Không phải à? Thế tôi hỏi bác nhé, đậu phụ chấm cái gì? Chấm cái gì? Chấm cái gì nè? Vâng, vâng thì chịu cậu. Chịu quá đấy chứ này. Thôi được, tôi lại ra cho bác một câu nữa này. Câu này là khó đấy. Thổ lợn nấu đông ăn đẹp mép. Bác đối đi. Tôi xin đối lại là đuôi bò ninh mục chén nhờn môi. Đẹp mép mà đối với nhờn môi. Hay, hay thật đấy. Cứ nghe bác đối cũng đủ biết bác là tay sành rượu rồi. Thôi, đích thực bác là học trò. Để tôi vào tôi bẩm quan tôi cho nhé. Dạ. Bớ bác Lưu Bình, nghe lệnh quan truyền. Chà chà, đợi mãi. Quan truyền cho bác Lưu Bình. Quan truyền cho tôi vào phải không? Vâng, tôi xin vào ngay đây ạ. Quan,
quan truyền là quan cấm cửa. Sao? Quan cấm cửa à? Phải. Quan tôi cho tôi ra thưa với bác rằng là quan tôi không bạn gì với những người đối rách. Trời, nhưng này cậu ơi, cậu có bẩm hộ rằng tôi là Lưu Bình không ạ? Bây giờ Thôi, bình với bằng cũng không bằng công với nhỏ. Đúng, bẩm kỹ lắm rồi. Kỹ rồi, nhưng quan tôi bảo quan thì phiền khóc, tức là không tiếp. Thôi, mời bác đi thôi. Đi. Trời, không có lẽ lại như thế được. Chắc là bác đến đây từ hôm qua đến giờ chắc là cũng đói rồi đấy. Thôi, để tôi vào xem có cơm, tôi lần cho một lưng ăn lót dạ cái đá nhé. Thực không ngờ thân ta lại đến nỗi này. Không ngờ bạn ta lại đối xử như thế này sao? Lục suốt từ đầu trạng tới cuối trạng mới được một lưng cơm với nửa quả cà. Thôi, bác ăn tạm mà ra, kẻo lại lòng không mới dạ đói. Tuổi thân con nói trong lưng cảm nghĩ cực trăm phần nuốt đi làm sao cho được mà đi ăn ra ơn cầu tôi về không. Tôi chê là chê cái bụng cháy cho nhà cậu. Này, không ăn thì thôi, cho 5 tiếng mõ lấy hơi mà về này. Cốc 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 cốc, đấy gọi là có hơi ngũ cốc. Thôi về. Cháu ơi, cô hàn nhường anh dập đem thân đến ban mà nhờ. Biết đâu rằng chẳng đoái nghĩa nghi xưa lại sai nhân những điều chỉ và bớ. Chú Lưu Bình, sao chú cứ lần khân thế, đứng chi mãi cần ngần chi đó? Hút ra ngay, không có quan ta lại của, đừng có bài bây quân tử cố cùng. Thôi, mời bác đi chú ạ. Xin cậu hãy để tôi ngâm tức sự vài câu. Trời, đói vỏ mẹ thì cần ngâm ngà mãi. À mà tức gì ấy thì tức nhanh nhanh lên. Đôi lời nhắn nhủ với dương công, cái nghĩa tim lan nghĩ thẹn đến nhờ Chúa chẳng tiếp. Tình đời đen bạc ngàn cho không. Chào cậu. Cái ông này tuy là nhà nho nhưng mà nông nổi như cái phổi bò, chứ chả được thân nho cò gãy như quan Dương Lễ nhà tôi đâu cơ chứ này. Dạ bẩm quan ạ. Chú nói gì?
Dạ, dạ không ạ, con nói là quan thâm nho đấy ạ. Thế bác Lưu đi rồi sao? Dạ, vâng lệnh quan truyền làm điều sỉ nhục. Con đã sỉ mà bác đã nhục ạ. Dạ, bác vừa đi bác vừa than rời trách đất ạ. Bác than ra làm sao hả con? Dạ, bẩm quan bác than thế này ạ. Ôi ông bạn tôi mà, tôi ơi, anh chê tôi cách cưới đói anh đuổi tôi đi, anh trả tiếp, anh cho tôi ăn cơm mốc với cà mèo sao đành cơm niêu lúc chưa còn nước ngọt với cơm mồm thời thền thớt ấy đâu. Như thế ạ. Bác có giận ta như thế mới chịu học nên tài. Thế bác có được béo tốt không con? Dạ bẩm quan bác béo lắm ạ. Mặt bác béo mà hai chân bác cũng béo ạ. Thế sao bác đói khát đến nỗi hóa phù kia? Chứ thì phù con cứ tưởng là béo. Khăn áo bác ra sao? Dạ bác đội chiếc khăn ạ. Khăn nhiễu hay là khăn lượt? Dạ chiếc khăn nhiễu tam giang khấu mà chu du phóng hỏa. Chứ nói như thế nghĩa là thế nào? Dạ chiếc khăn của bác ba đoạn kết là một, con gọi là tam giang khấu, còn chu du phóng hỏa là cứ xé dần ra mà châm lửa thì tốt lắm ạ. Bác ăn mặc có được lành không con? Bác mặc chiếc áo thì loáng thoáng hoa bông tròn bằng thịt mà theo chỉ kim tuyến bằng nón chân nếp ấy. Trời, không ngờ bạn ta lại đói rách đến thế. Ta nghĩ thật đau lòng. Con cũng thấy xót cả ruột. Số là từ khi ra ứng thí, ta đã nguyện cùng nhau. Vinh tắc cộng lạc, bần tắc cộng yêu. Hoạn nạn tương cứu, sinh tử bất ly. Thế mà nay bác phải tủi cực ra về. Ta thấy vậy không sao đành giả. Dạ bẩm quan, nếu vậy quan để con chạy theo, con gọi bác lại. Quan đãi bác một bữa rượu say, khứa thì có khó gì đâu ạ. Quan, ta đã chủ tâm như thế là muốn gạt bỏ thói thường tình để làm điều nghĩa cả. Ta muốn bác nếm mùi tân khổ, rồi cử người thân tín đi nuôi. Dạ bẩm quan, nếu chỉ có thế quan cứ giao việc này cho con. Con mà sắp đặt thì đâu vào đấy hết ạ. Ta biết, chú xưa nay vốn là người chu đáo lắm. Dạ. Nhưng thôi được, để ta nghĩ lại xem sao. Dạ. Chữa bệnh phong lưu phải nhắc điều liêm sỉ, kẻ tầm thường đâu có thể đảm đương. Nàng Châu Long thực như mảnh trăng rằm, dẫu đêm tối chẳng ngại điều bất chắc. Nhưng ta với nàng vốn nặng tình cầm sắc, lẽ nào bỗng chốc chia đôi. Khó khăn muốn cậy người chi kỳ, nghĩ cảnh xa bỗng ngại. Chàng ơi sầu thiếp lệ chăng chăng.
Châu Long. Châu Long nàng ơi, bác Lưu Bình với ta vốn là bạn cũ, thuở hàng vi thân thiết chi tình. Đến bây giờ ta được hiển ly vinh, mà bạn vẫn cơ cực giúp bạn đủ no chẳng lấy gì làm khó, nhưng chỉ e lại sao nhãng học hành, cho nên ta đã giả cách vô tình chịu tiếng bạc cho bạn hiền tủi cực. Sao nữa thưa chàng? Bác có giận ta mới chịu học hành ra sức, nhưng ta cần cử người thân tín đi nuôi. Dạ thưa chàng. Chú hầu kia vốn trọng nghĩa khinh tài, chú đã nhận, ta tính cũng chẳng còn ai hơn chú. Ba nén vàng 10 là của truyền gia nàng giữ, ta định giao cho chú gây rừng, nhưng còn e nàng chẳng đẹp lòng, nên ta vẫn phân vân chưa quyết. Chàng ơi, đã là tình son sắt, sao lại tiếp chi vàng? Thiếp chỉ e có vàng mà chẳng có tâm, vàng cũng hết mà nghĩa tình cũng mất. Ừ, đúng là như vậy. Ngựa hay thường có tật, phải có người tài đức cầm cương. Vậy thì chú hầu kia dù có vạn cân vàng, công sanh Bắc Liêu vẫn cơ hàn lần lần. Nhưng ta còn biết cậy ai đây? Nàng nói mà ta bỗng thấy bàng hoàng. Không không, ta không thể cùng nàng xa cách. Hay là chàng vẫn chưa tin vào lòng thủy chung của thiếp, nên e điều bất chấp nảy sinh. Không, nàng như hoa thắm ngọc lành, xưa nay ta vẫn hết lòng tin cần. Nhưng cho vợ đi nuôi bạn thì cổ lai chưa từng có bao giờ. Dẫu gương kia chẳng chút bụi mờ, nhưng ta nghĩ lấy làm thầm khó. Nếu chẳng may số bạn ta vẫn còn vất vả, có lẽ nào nuôi mãi được du. Và thế gian nam nữ đồng cư, tiếng tăm ấy giữa làm sao được. Lại như cảnh 3 năm cách biệt, nỗi nhớ thương nàng có biết hay chăng? Chàng ơi, lòng vã nào khác lòng sung, sao chàng lại xuôi dòng cạn nghĩ? Cánh chim nhạn dệt theo tình nghĩa, lẽ nào quên gốc quên? Cánh chim mê lên tỏ tìm mê về, chập chờn quán đi dặm đi. Châu Long, thật là những lời tương chi tâm ái, ta đã hiểu lòng nàng, mà nàng cũng đã rõ lòng ta. Thôi, chắc bác Lưu đi cũng chưa xa, nàng hãy mau đi sắm xanh hành lý mà theo cho kịp.
kẻo e bác Lưu mất đắc chí mà liều mình thì... Dạ bẩm quan ạ. Có chuyện gì đó chú? Dạ bẩm quan, từ trước đến giờ con chưa dám can quan một điều gì. Nhưng đến cái việc này thì con cắn rơm cắn cỏ con can quan cả. Được, chú cứ nói. Dạ bẩm quan, bà con còn trẻ người non dạ, quan mà cho bà con đi, con e hỏng mất. Ta cấm chú không được xúc phạm đức hạnh của nàng nghe. Vâng, con biết bà con đức hạnh thật. Thế nhưng mà lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén, cũng chả giữ được mãi. Ta đã cấm ngươi không được nghĩ bậy nghĩ bà về nàng kia mà. Dạ dạ bẩm quan, con thiết nghĩ bác Lưu con còn trẻ, đẹp trai, văn hay chữ tốt, lại chưa có vợ. Dạ bà con mà ở gần bác ấy thì... Này chú. Dạ. Chú biết nghĩ nông sâu nhưng còn chưa cạn nhẽ. Bác Lưu Bình hay chữ nhưng cũng hay chơi, như con ngựa hay thường có tật, buông lỏng dây cương thì chẳng nên người. Cho nên ta để nàng đi là cái kế, đóng yên cương vào con tuấn mã. Chú có hiểu không? Dạ nhưng mà... Thôi, từ giờ ta cấm chỉ không ai được nhắc đến chuyện này nữa nghe. Vâng ạ. Quan mà nói thế thì mình ngon vào đâu được nữa kìa chứ. Quan cũng đến chịu thầy. Châu Long nàng ơi, tạm biệt nàng ta có vật này trao tặng. Đây là tấm hương tư mã của Từ Thâm, để ngày ngày nàng vẫn tóc soi gương, tưởng như ta vẫn soi chung với nàng. Thiếp xin giữ lòng thiếp, như tấm gương này sáng mãi không mờ chút. Chắc kinh em phải biết tầm ý quên. Anh ơi, em bước chân đi bên có hoàng, quyết em chẳng ra mi tay nghĩ lòng đôi ta tựa những lúc mang đi lòng người mãi về nay cũng mong thương bạn lý sẻ chia nó đôi em bước chân đi chơi lại tan ngầm đừng than khóc vật tầm anh thế rồi sầu tình ngày hết nghĩ hàng.
nhập đôi lời sai tiếng sai để dù người ước ao đi biệt anh ơi chúc giết nỗi ngầm đã về tới quán Minh Hương, quán mát mẻ ta vào tạm trú, rồi bác cho con trở về quê cũ để nương tựa họ hàng. Chứ theo bác làm gì cho cực thân con, qua nạn đói rồi con lại lên với bác. Bác ơi, sông có khúc, người có lúc, bước gian nan tớ chẳng bỏ thầy. À, bác ơi, con nhớ ra rồi, con có bà cô cũng ở gần đây. Con vào đó để tạm vay đấu gạo. Thôi thì có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Chứ bỏ bác mà đi lúc này, con thấy nó cũng chẳng đành tâm mà. Ờ, thôi việc đó bác tùy con. Dạ, con đi à. Ờ. Cảnh thực hiếu tình kỳ thú, kìa thuyền ai lơ lửng trên sông, vắng tai nghe tiếng sáo mục đồng, đàn cò trắng thướt tha trên đồng xanh bát ngát. Hương mông rồng đâu đây ngào ngạt cái đồng là bước thank you.
Chà, chiếc nhiên sứ đã gắn cho bà hàng bữa trước. Hòn son rơi. Hòn son rơi mài tạm mảnh nổi răng. Thơ hay là bởi ý vàng, chứ đâu bởi bút hoa nghiên ngọc. Quán nghinh hương ta để thơ thoát tục. Dương lễ qua đây, dương lễ qua đây ắt hẳn chạnh lòng. Thế sự nhân tâm khéo nực cười, phải chăng chiều thủy lúc đầy vơi? Tên ghi quế tịch hương bay thoảng, cửa khép chi lan tiếng đẻ đời. Tài cán đâu đành kém vạn, công danh khôn nhẹ chịu thua người. Qua sông viếng bạn biết gieo mình phút thành thời. Qua sông viếng bạn vương mùi tục, nước biết gieo mình phút thảnh thơi. Hay ngọn bút cùn nhưng thơ nhiều ý. Qua sông viếng bạn vương mùi tục, nước biết gieo mình phút thảnh.
tay cầm thuyền còn bó đó này ai trông dáng người đích thực Lưu Quân chẳng có vẻ cao hơn lắm, thế mà thân đề thơ tuyệt mệnh làm cho ta hết hồn. Kìa, chàng đang đi đến, biết làm quen thế nào bây giờ? Xưa nay chỉ bướm tìm hoa, hoa để tìm bướm, còn xa thế nào? Văn chương thờ phú thế này thì vàng kiếp cũng không đỗ, thế mà dám múa rìu qua mắt thợ, dám đề thơ ở quán này. Chẳng hay cô nương chê thơ của ta là chê ở chỗ nào? À, thì ra bài thơ này là của ông anh mới đề, em chót xúc phạm, xin ông anh thứ lỗi. Không dám. Lời lời châu ngọc, chứ viết như phượng múa rồng bay, chỉ tiếc rằng... Sao? Xin cô nương cứ dạy. Chỉ tiếc rằng chí đoàn. Sao? Chí đoàn à? Vâng, đúng thế. Qua sông viếng bạn phương mùi tục, nước biết sao mình phút thành thơi. Thiếp chộp nghĩ, làm tài trai muốn nên nghiệp lớn thì phải bền gan vững chí. Chứ bạn mới bạc đãi qua một tí mà đã định sao mình xuống sông thì... Dạ, dám thưa cùng, nước biết gieo mình phút thành thơi là cái ý, nước trong rửa sạch màu cho bụi, sông xô gột hết thói hôi tanh
đó giả thư. À, ra thế, thiếp cũng có thảo đòi nghiên bút, nhưng học chưa đến nơi, xin tiên sinh miễn thư. Không dám. Tên ghi quế tịch, hương bay thoảng. À, ra khoa mới rồi, chàng vừa hỏng thi, mà có lẽ khoa này chàng còn hỏng nữa. Sao? Cô nương nói sao? Câu kết không có hậu, ý tứ ngông cuồng, làm cho người ta hiểu sai như thiếp thì còn là phạm trường quy, có khi còn phải tội chém đầu nữa kia, chứ nói gì thi đỗ. Qua sông thăm bạn, bạn không tiếc, chả là phải lắm sao? Nàng là ai mà thông tuệ khác thường như vậy, mới xem thơ mà đã thấu hiểu được tâm tư thân thế của ta. Da trắng như ngà, mặt đẹp như hoa. Nếu là con nhà khuê các, ắt chẳng đến cầu quán lân la. Mà phải chăng nàng là tiên nữ, hay là giống Hồ Tinh hiện đến châu ta? Ta phải theo ngay mới được. Chàng vẫn cứ theo ta, biết nói thế nào bây giờ? Nói là theo về làm chị làm em thì không xong vì mình ngang tuổi, còn nói là theo về để nâng khăn sửa tôi thì về sau ăn nói làm sao? Sao bỗng dưng nàng lại buồn buồn tủi tủi, mà người tiên thì có bao giờ buồn? Thôi thôi, đích thực người trần, chắc là duyên kiếp nợ nần chi đây, ta phải đến làm quen và hỏi cho ra mới được. Nàng ơi, ta trông nàng dáng con nhà quê cát, vì bài thơ gặp gỡ nên quen. Duyên cơ nghĩ chi nàng lại bè ra cảnh ý dám xin nàng phân ly tỏ. Nàng có điều chi phiền muộn đó nàng? Chàng đã hỏi, thiếp tôi xin nói, thiếp bốn nhà dòng dõi chân anh đã hồng nhan luôn những đi cậy mình một hai. Lòng cha mẹ ép duyên vào với kẻ phú thương, ngàn nhân duyên nhiều nỗi dở dang, tránh duyên kiếp ở làm sao được. Thiếp chẳng quản đường trường non nước, bước chân đi đã có lời nguyện, mong gặp chàng nhớ sĩ kết ly. Thế vậy mà tôi cứ tưởng nàng là gặp quân tử đang cơn lỡ bước, thiếp muốn theo về dọi đất theo đèn.
cành chân ai không hẹn mãi nên giúp cơm áo ý nuôi càng yên ăn đi học. Ta đương cơn quấn nhục nàng lại khói lòng y thương, ơn này xin tạc dạ ghi xương chứ đâu dám xưng nghĩ ra mà y thật. Tuy hạnh ngộ mà nên cầm sắt, thiếp gặp chàng từ bởi thiên duyên, nhưng mong chàng bé quê cung tiên cho bỏ lúc đắng cay vì bạn. Cảnh hàn nô công danh còn lần đần, chỉ e rằng để hận cho nhau. Qua đi khúc sông sâu ý dần thì toàn, qua đi khúc sông sâu ý ta ơi kia tại kia con mẹ này há đâu tình người. Thôi ta về đi, bóng chiều đã ngả, khăn gói chàng thiếp lính thiếp mang. Thôi thôi thôi, có gì đâu mà dám phiền lụy đến nàng. Thì chàng cứ đưa đây thiếp mang hộ, có được không nào? Chiều tà lỡ chuyến sang ngang, câu thơ đáng giá nghìn vàng cũng nên. Kìa, nàng để ý nhìn xem, ông chài đầu bà ké thuyền ái ân, tóc cụ bạc như cước, da cụ đỏ như bổ quân, hôm nay mới thực cõi trần gặp tiên. Tưởng đâu lạc trung đào nguyên, nhưng hương kỳ ngộ thiên duyên xanh bền. Lạc trung đào nguyên ninh ơi thank you.
đời. Nước quân đã chuyên, rượu quân đã sắp, hành lý thì cũng yên yên. Thế còn việc gì không bác? Thôi, cô con mới đi xa về, dọc đường gió bụi, con hãy xuống xem. Nếu thấy cô con đã tắm gội xong xuôi thì mời cô con lên đây để ta giải tỏ đôi lời. Mai lên đường kéo muộn nghe không? Dạ. Bác ơi, bác ơi. Gì thế con? Bác ơi, vừa rồi nghe nói cô con có đi lễ phủ, thế rồi con mới để ý dò la, thì thấy cô con đi thẳng về lối chùa Tiên. Thế rồi con ngoảnh đi ngoảnh lại mà cô con đã biến đâu mất hút đấy bác ạ. Ờ, lạ nhỉ. Này, này, lại còn nữa. Thế rồi con mới để ý dò la tung tích, thì thấy cô con chỉ cười và nói, cô là con trời cháu Phật, quê ở Đông Ngàn mà quán ở Tiên Du. Cô con không đi tu mà cũng như tu. À, bác ơi, hay là cô con là tiên thật rồi bác? Ờ, bác cũng ngờ vậy, nên con xem bác đối xử với cô con thực khác người. Dạ, đúng vậy ạ. À, thế không còn việc gì, bác cho con đi nghỉ trước. Dạ. Đã 3 năm, 3 năm nay ta sống trong một giấc mơ tiên, cơm ngon canh ngọt, người đẹp kề bên. Nhưng lòng ta chả bén chút tơ duyên trần tục, để quyết chí lập thân, ta vùi đầu vào quyển sách. Ta cũng chẳng muốn làm tan đi những ảo ảnh về nàng, nên chưa hề nghĩ đến chuyện gối chăn. Nhưng đêm nay ta sẽ buộc nàng phải ân tình tiễn biệt. Chàng ơi, đêm đã căng canh, sao chàng chưa đi nghỉ, để ngày mai nhẹ gót lên đường? Hay chàng còn lo nghĩ điều chi chẳng ngờ? À, ta còn đợi nàng ra, để ta giải tỏ đôi lời. Châu Long nàng ơi, đã 3 năm riêng chân lẻ gối, sự nguyệt hoa anh chẳng dám mai dày muôn dặm xa xôi, lòng anh thường ơi thương gọi chín khúc. Chàng ơi, đã 3 năm chàng thư tâm cần học chữ tốt văn hay, đất Bắc lừng danh nữa, một mai công toại xanh thành nên khoa sáp thêm đẹp xuyên cầm sắt, chứ có điều chi mà ý vẫn muốn yên bề gia thất. Trước tiểu đăng khoa, sau đại đăng khoa, trước ứng điểm bẻ quế xem hoa, sau bỏ thủa lòng anh thương nhớ. Lời chàng dạy chẳng vâng cũng ngại, mà vâng thì chẳng hổ riêng ai. Một ngày hai chàng thi đỗ, thiếp xin y hèn. Ôi, lời nàng nhủ khiến ta siêng học, khá khen thay ngọc khiết băng thanh, chót yêu hoa nên muốn vin cành, điều mạo muội
ta xin nàng miễn thứ. À, Châu Long nàng ơi, sớm mai ta khởi hành vào giờ dần, gà gáy nàng đánh thức ta dậy nhé. Mừng chẳng lưu thi đỗ, để Châu về Hợp Phố, cho khỏi bận lòng ai. Trong ngọc mi mà trắng ngân thời trong mi ngọc trắng ngân như sao cho trong đường ai đó ngồi đàn hát mà cô thì vẫn trong đèn. Úi chào ơi, làm con cũng phát phiền cả lên. Thế sao con bảo đàn hát là con dễ ngủ cơ mà? Mọi hôm khác cơ, mọi hôm tiếng đàn của bác nó cứ thánh thà thánh thoát, nghe ngọt như đường phèn. Hôm nay nó cứ phập pha phập phùng, phập pha phập phùng, cứ như là bật bông xe cuối, làm con gà nó cũng thức dậy, nó cứ thóc thật thóc thật, làm con cũng chẳng sao mà ngủ đi được. Thôi, con cứ đi nghỉ trước đi, bác cũng không đàn nữa. Dạ. À, cô ơi, cô cũng đi nghỉ đi, để bác con còn đi nghỉ. À, cô cũng sắp xong rồi đây, con cứ đi nghỉ trước đi. Dạ. Nàng ơi, ngoài vườn trăng đương tỏ, hoa đượm sương tươi nở, phong cảnh thực hữu tình. Muốn cùng nàng thâu canh, nhấp chén rượu ân tình cho đỡ nhớ. Thiếp xin chàng miễn thư. Nếu không ra là nàng còn giận, ta ra đi sẽ ân hận muôn vàn.
thơ văn quyển nộp sẽ như xác không hồn. Đường khoa cử ắt công danh còn lần lần. Không ra thì chàng lại dần, mà ra thì chàng lại ngỏ lời tỏ ý. Ngại hơi men làm vẫn đục tấm gương trăng. Châu Long, xin mời nàng ngồi, mời nàng ngồi. Xin mời nàng ngồi, Châu Long nàng ơi. Bóng quê dài
Tạm biệt nàng ta uống ba chén cạn. Một chén này mừng tuổi bạn giai nhân. Một chén này tạ ơn nàng nuôi ta ăn học. Còn chén này chung cho đôi lứa ái ân. Chung cho đôi lứa ái ân, y chàng muốn cùng thiếp uống chung chén rượu hợp cần đêm nay đó chăng? À, phải đó. Ta thiết nghĩ đó là chân tình của ta đối với nàng. Khoan đã, chàng Lưu, chàng có nhớ vật gì đây chăng? Cái bút này chàng để thơ ở quán Minh Hương, chàng còn nhớ chăng? Cái bút này là của Dương Lễ cho ta. Ta đã tuyệt tình ném đi, sao nàng lại... Cái bút này thiếp vẫn nâng niu giữ gìn như bộ áo khăn rách dưới khi gặp chàng, để nhớ thủa Hàn Vi nuôi chi cả. Chàng ơi, chàng đã quên cái nhục cơm mốc cà meo rồi sao? Chàng ơi, bậc cao khiết thường ăn chay nằm mồng, cầu thánh hiền phù trợ lúc xa đi, thế mà chàng sao quá hôn mê, tâm bất chính, nói chi danh phận. Và thiếp nay tiền lưng đã cạn, chàng hỏng thi thì còn đâu là phu quý phụ vinh, như lời chàng vẫn hằng ao ước. Cháu ơi, sao ta lại mê muội thế này? Ba chén rượu đã làm cho ta tiêu tan dĩ khí, quên cả điều tín nghĩa với nàng. Những lời vàng ngọc của nàng đã làm ta thức tỉnh. Ta thề, nếu chẳng lập được công danh thì chẳng dám ngỏ lời chăn gối cùng nàng. Châu Long, ta đã chót thất lễ với nàng, xin nàng miễn thứ. Hay lắm, các nàng chúc ta đỗ đầu khoa, ta xin đa tạ các nàng. Chàng ơi, nguyện ước của thiếp cũng là nguyện ước của hai cô Hường Tuyết Lân Sa. Canh khuya còn ngồi dệt cười, mơ ước một tân chồng. Nàng ơi, giải khôi nguyên ta mong nàng đợi, liệu dòng mây gặp hội này chăng? Ta đi thôi chứ bác. Bác còn đi chuyến này ăn chiếm này à. Ơi này bà đi à bà đi tình 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 đầu qua đi mua thùng. Năm đi tháng đời đời mua thùng. Năm đi tháng đời đời. Dạ, ta đi thôi chứ bác.
rõ ràng riêng lành kẻ cô đơn. Lưu Quân dạy kinh thi hồi đã mấy tháng rồi mà sao vẫn chưa có tin về, hay nhẹ không thành chàng còn chậm chờ thì ba năm chờ lại hoa sâu năm. Phải rồi, thiên duyên thật đây.
hồn đã ba năm riêng chăn riêng gối, bây giờ thời ắt hẳn chung gối chung chăn, có ngại thế không nào? Ngâm theo kỳ ngộ thiên lý duyên chữ nhà nghi tránh một đi mãi mà để bóng tiền chữ bóng tiền cơ hại ơi trời có chữ em chúng em thời vững chắc em theo quỷ đi thầu thôi đi tài sắc thế này mà phải bưng hộp dầu nó phí đi phải làm bà nghè mới xứng đôi này có muốn làm bà nghè không em làm mối cho chịu thôi chồng chung đâu dễ ai nhường cho ai này đũa mốc đâu dám trời mâm son chả dám đâu chả dám đâu Chàng Lưu ơi, chàng về thì phòng thư lạnh ngắt, cảnh tàn ai xót đĩa dầu hao. Sớm khuya một bóng xa vào, nhớ ai ngõ mần vườn đào băng khuâng. Kìa, vẳng tai nghe chung điểm thu không? Như dục cánh chim hồng về tổ, làm bà Nguyệt xe dây tơ đỏ, thể chàng Lưu với bàn lân phân. Mượn bút để thơ hình, ơi tiền đi, tiền đi. Thank you.
bái tổ vinh quy, dân làng lũ lượt đón ta như nước sao vắng bóng đi bóng ai. Chắc chắc cô con trong người mỏi mệt này, anh nhìn nhì còn đừng quên mà chắc đêm còn đừng thời thao nghi thức đi mong tìm là chắc đêm còn đừng thời thao nghi thức đi mong tìm đi. Dạ bẩm quan, để con vào con đánh thức cô con dậy ạ. À? Thôi con cứ để mặc ta. Dạ. Nàng ơi, anh đã về đây, nụ đào phong nhụy đến ngày nở hoa, đẹp lòng nàng, thỏa chí ta, nên công đèn sách, ngẫm ra công nàng. Lạ thật, không biết nàng đi đâu. Dạ, dạ bẩm quan để con đi tìm ạ. À. Kỳ ngộ thiên duyên, là thay bức gấm chữ đề, hẳn là còn có điều chi ẩn tình. Lại một bức phong thư, cánh hồng bay bổng dầm xa khơi, duyên nợ cùng chàng có thế thôi. Người cũ xin ai đừng vướng bận, lần ra đâu thiếu vẻ hoa cười. Ôi, Châu Long, nàng bỏ đi thực rồi sao? Dạ, dạ bẩm quan ạ. À. Quan sang bên hàng xóm tìm cô ấy, thì cô đâu không thấy. Hỏi chị đi cấy chẳng thấy cô đâu. Quải chú Trần Châu thì cô đâu cũng không thấy à. Thế con sang bên đấy, có thấy ai không? Dạ, dạ bẩm quan, có hai cô ả con cụ chú mền. Dạ cô chị, cô em chiều hôm qua còn đến đây chơi với cô con mãi đến tận tối cơ ạ. Thôi, con ra ngoài ấy xem. Nếu có ai hỏi, con nói rằng ta mệt, ta không tiếp khách nghe con. Dạ. Trông lên gấm nhớ tới tay ngà cây kia ai rơi cho thăm thấp thoáng rèm châu in bóc liệu tiếng đàn ai lắng thấm dây nàng bỏ đi đâu lạnh ngắt phòng loan để tan tôi tủi cành cũng sụt sùi thương
vật không như đã những mong trả nợ sách đèn đền ơn chi ngộ cơn khổ nhục có nhau sớm tối nay vinh hoa nàng bỏ phút bóng xa hình cách bóng ôi công danh phú quý cũng bằng dạ bẩm quan ạ, có bác lính hầu bên quan Dương Lễ xin vào hầu ạ. Ta đã nói là ta không tiếp ai cơ mà. Dạ nhưng bác ấy cứ truyền cấm cửa nghe không? Dạ. Ô hay nhỉ, cái bác này đã bảo là ra đi, quan ta bảo quan ta không tiếp, đi ra. Dạ ra đi, để ta vào ta bẩm quan đuổi người ta. Dạ bẩm quan ạ, Dương tướng công con nghe tin ngài đã đỗ, sai con mang bóc đại hồng một tấm cùng ngân tử đôi thoi sang mừng quan tân khoa làm lễ hạ ngơi. Dạ bẩm quan còn bận, dám xin ngài thu nhận nè. Thế mới biết đối rách thì chẳng ai nhìn, đến khi đỗ trạng thì 9.000 anh em. Này chú lính, dạ 3 năm trước đây ta sang bên đó, hình như chính chú đã... Dạ bẩm quan, con nhớ quá chứ ạ. Nhưng con nghe trong sách thánh có dạy rằng bất phấn, bất thủy, bất pháp. Cho nên nếu năm xưa mà không có cơm mốc với cà meo thì ngày nay làm gì có lọng tía võng điều xanh sang đến thế. Nghĩa ra quan không nên trách Dương tấn công con mới phải. Huống hồ con chỉ là phận tôi tớ, cứ nhìn thiên lôi chỉ đâu là con mánh đấy. Ừ, thế mà nó nói phải. Nhưng thôi, quan nhà anh ăn ở với ta như thế thực là tử tế. Dạ. Ta xin đa tạ hậu tình, tâm xin lính, nhưng của thì trao lại nghe không? Dạ bẩm quan, đấy là quan con nghĩ đến tình bạn cũ đấy ạ. Bạn cũ à, bụng thầy trò nhà anh như thế nào thì ta đã rõ lắm rồi. Dạ bẩm quan, dạ bẩm quan. Này, này chú. Sao? Quan nhà chú mới đó ông nhỉ, mà sao ngài cứ gắt như bắn tôn thế hả? Ấy, bỏ tay mồm người ta. Này, tôi nói nhỏ cho bác nghe, cứ nói to lên nữa. Quan tôi mới đỗ ông nghè. Thế à? Ấy nhưng quan bà đi mất, thế cho nên người hay gắt, chẳng muốn nói lời thôi. Gắt? Tưởng gì chứ, quan bà đi đâu ta biết thừa đấy chứ này. Này, này, thế bác biết à? Biết. Thế bác biết thật không? Chả thật à? Này nhá, khi ta qua quán Minh Hương, ta gặp một nàng tiên kế mây bay lên trời nhá. Thế à? Mà thôi. Sao? Quan nhà chú đã đuổi thì anh ấy xin cút vậy. Ấy, quan đã, quan đã cút vậy. Quan đã. Này chú lính. Dạ. Chú nói chú gặp tiên, vậy dự thể thế nào?
chú nói ta nghe. Dạ bẩm quan chả là thế này ạ. Thế nào, nói như thế nào. Khi con qua quán Minh Hương, con có gặp một thiếu nữ phi thường, theo bầy tiên nữ cưỡi bay 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 lên thiên thượng. Ấy mặt hoa da ngọc môi môi hồng, dáng đi yểu yểu linh ông lên, mắt trong như nước ngọc tiền ai trong cũng bảo ơi à, là tiền dáng chồng. Dạ bẩm quan, có cả nốt ruồi son ở má bên trái nữa. Này 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 ơi, có cả nốt ruồi son ở bên má trái à? Thì chả thật thì bớt nè. Ôi chết đúng rồi. Nhưng mà truyền thần tiên huyền hoặc tin làm sao được. Này ơi, nhưng cũng đúng là bác gặp tiên thực ư? Chả thật thì bớt nè. Hả? Nói này này nhá. Hả? Tiên lớn, tiên bé, tiên mẹ mà tiên con, tiên đỏ như son, tiên lại vàng như nghệ. Ui lắm tiên. Này hả? Có cả tiên bồ nâu nữa đấy. Có cả tiên bồ nâu. Ừ. Quá. Ba năm không vương mùi trần tục, có lẽ nàng là tiên thật cũng nên. Này chú lính. Dạ. Có đúng nhà chú trông thế không? Dạ bẩm quan, đích thực con trông thấy nhỡn tiền. Nếu quan không tin, con mời quan tới Minh Hương quán. Con chắc rằng ngọc nữ hương thơm còn sực nức, kim đồng tiếng sáo vẫn ngân vang. Tiện đường con mời quan sang chơi những dương tiến công con một thể ạ. Dạ, dạ bẩm quan phải đấy ạ. Để xem quan dương lễ ngài tiếp quan như thế nào ạ. Ờ, người nói rất hợp ý ta. Vậy hãy mau sắm sửa hành trang thẳng tới Nghinh Hương quán. Còn lễ vật thì đem hoàn lại nghe không? Dạ. Tìm đâu người cho thấy này cho ấy thấy cánh ngon tiên bé bàn kia mấy tờ duyên. Hỡi ai nghĩ ai này hỡi ai lưu nguyên hay ghé ghé con sống ngược ơi thuế đời chuyện gì đó chú? Ê dạ bẩm quan, khi trước bà con đi, con đã can quan một lần, dạ lần này con lại can quan đấy à? Được, chú cứ nói. Dạ bẩm quan, ấy bà con đi không, nay lại trở về không, con thiết nghĩ như thế cũng là phúc dã,
quan cũng chẳng nên nghĩ ngợi làm gì à? Ôi, ta có nghĩ ngợi gì đâu. Con vừa thấy quan ngâm rằng vườn cũ trâu về trắng thẹn bóng. Dạ bẩm quan, bà con như thế là chọn nghĩa vẹn tình. Chứ chứ làm gì thẹn với ai à? Quan mà nghi ngờ bà con như thế thì thật là oan. Ta có nghi ngờ gì đâu, chú hiểu sai rồi. Vườn cũ trâu về trăng thẹn bóng, hoa nhường vẻ đẹp nếp song mai. Đó là ta muốn ca tụng công đức của nàng. Chú thử nghĩ xem, tài đức của nàng chẳng đáng cho hoa nhường nguyệt thẹn đó sao? Thì ra là thế. Cưng con ấy cứ tưởng là bẩm quan như thế mới thật là đại phúc. Có tiếng trống báo. Có lẽ bác Lưu đã sang, khá khen cho chú thật đã hết lòng với nàng. Dạ. Nên đã đôi phen can gián. Hay lắm, ta đã mời được bác Lưu sang chơi, việc sẽ rõ như ban ngày. Mà chú cũng hết băn khoăn về chuyện đó nghe. Vâng ạ. Dạ bẩm quan ạ. Sao, chú sang bên đó công việc ra sao? Dạ bẩm quan, vâng lệnh quan, con sang nhà quan Tân Khoa chơi và dâng lễ. Dạ nhưng con phải một trận bẽ. Lễ đi lễ hoàn lễ. Sao? Lễ đi lễ hoàn lễ à? Dạ đúng như câu ca đã nói, hoa về vườn cũ bướm còn nhẫn. Con phải lập mẹ mãi mời được quan Tân Khoa sang chơi. Hay lắm, ta sẽ ban khen cho chú. Dạ. Chú Phong. Dạ. Sao trống báo đã lâu mà không thấy quan nghè vào? Bẩm quan chắc là... chắc là bác còn giận ta lắm. Ta phải kíp ra đón để lựa lời khuyên giải bác nghe. Dạ. Bẩm quan nhớn, quan con chua quan sang trả lễ quan nhớn đi. Chú Phong. Dạ. Đưa chú Hề Đồng vào nhà trong để ta ra đón bác nha. Bác trả lễ thì em xin. Này, vào trong này với em. Không vào. Ô kìa, em mời bác vào trong này. Cứ bỏ ra không vào, không vào, cứ để đứng đây. Thế bác vẫn còn giận em à? Giận không phải là giận nhưng mà... Thế thì vào đây. Mấy khi bác sang bên em sẽ đãi bác một bữa rượu say khứa thì thôi nhé. Lưu qua ngõ trúc, Lưu còn giận lễ tựa hiên lễ vẫn mong lễ tựa hiên hòe lễ vẫn mong. Hay lắm, nhưng ba năm trước đây thì Lưu qua ngõ trúc, Lưu mong gặp lễ tựa hiên hòe lễ đuổi phải thế không quan anh? Thôi xin quan anh chớ chấp chi điều tiểu sự, mời quan anh vào nhà trong để cùng em thù tạc. Ngõ trúc sân mai nhìn cảnh cũ, cà meo cơm mốc nhớ ngày xưa, nhớ ai càng ngàn đời đến bạc phú quý. Một giấc mơ xin cáo lỗi quan anh, đệ đang có điều phiền muộn, chả còn lòng dạ nào mà thù tạc. Và lại trước đây đệ quen đứng ngoài sân, cáo lỗi quan anh cứ cho đệ đứng ngoài sân như ba năm về trước. Khoan đã quan anh, chả mấy khi quan anh sang chơi thì cũng để cho vợ con em được chào hỏi đôi lời. Chú Phong. Dạ. Mời bà ra chào quan bác nghe.
Vâng ạ. Ngót 4 năm trời anh em cách biệt, ngay gặp nhau thật khôn xiết mừng vui. Sao quan anh chẳng muốn đoái hoài, chắc có điều chi nghĩ ngợi. Dạ thưa không, tôi nay được khăn theo áo gấm về làng là nhờ có ân nhân của tôi. Nhưng buồn thay, thoi vàng ân nghĩa thời đi mất, hòn đất vô tình vẫn đứng chờ. Còn bề ra thất tiền đây em xin hỏi, đại đăng khoa rồi, ắt đã tiểu đăng khoa, hạnh đâm chồi ắt đã nở hoa, hay là vẫn nụ đào phong nhụy. Dạ thưa cháu ơi, bản thanh cao chưa vẹn tình chăn gối, khách thần tiên đâu có thói bướm hoa. Suốt 3 năm cùng ở một nhà, ngọc không vết, gương chẳng mờ chút bụi. Lúc ra thì nàng còn đưa lối, nay đăng khoa nàng vội bỏ đi. Thiên duyên gặp gỡ lạ kỳ, nghinh hương lối cũ nàng về cõi tiên. Chuyện thần tiên chẳng là huyền hoặc lắm sao? Dẫu chẳng phải người trên tiên giới, thì cũng là liệt nữ dị nhân. Những giáp tâm treo ấn tử quan, để tìm thú tiêu giao non nước. Ví có vô duyên với khách non bồng nước Nhật, cũng tất lòng giải tỏ với chi âm. Treo ấn tử quan. Dạ thưa quan anh, thỏa chí trai đã nên công quả, có xá chi một khách má hồng. Liễu này mà được nên công, chẳng qua nhờ khách má hồng đó thôi. Chứ trông vào bán thì... Phải lắm. Xin cáo lỗi quan anh. Khoan đã quan anh. Em vô duyên nên mời mãi mà quan anh không vào. Xin quan anh hãy thư tâm, để khách má hồng ra chào quan anh đã nào. Chiêm Bao, Châu Long, sao nàng lại ở đây? Thiếp chẳng phải là người trên tiên giới, mà chỉ là người trần gian đi nuôi bạn thay chồng. Suốt 3 năm thiếp đã hết lòng, khi khỏi cửa đã có lời từ biệt. Xin quan tân khoa thể tình cho thiếp, gái lân gia có đức có tài. Châu ơi, ơn anh bằng trời, ơn chị bằng bể. Em làm nên cũng bởi quan anh, biết lấy gì đa tạ hậu tình. Sẵn khăn áo, em cúi đầu làm lễ. Quan đã quan anh, đó là công của nàng chứ em đâu xá kể. Khách đài gương thực đáng mặt đài gương. Sau em lại xin thưa cùng chị, khách má hồ dê mấy ai. Dạ thủy chung vằng vặc trăng soi treo gương sáng. Ơi muôn đời con tỏ. Thôi xin mời quan anh vào nhà trong, để cùng em thù tạc hàn huyên. Xin mời quan tân khoa vào, hôm nay thiếp xin uống rượu để mừng quan anh ngay đã đại đăng khoa. Các em